Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều bình quân năm 4% một năm trở lên, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo giảm từ 7% một năm trở lên. Mục tiêu này đề ra trong kế hoạch thực hiện đề án số 10 của tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững trong năm nay. Kế hoạch cũng phấn đấu giảm tỷ lệ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi từ 5% một năm trở lên, giảm hơn 2.000 hộ cận nghèo Tài pháp trọng tâm là khơi dậy ý chí chủ động, tinh thần tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trong nhân dân. Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ tự quản giảm nghèo, giúp nhau giảm nghèo bền vững. Thực hiện các mô hình dự án hỗ trợ phát triển kinh tế, tư vấn giới thiệu việc làm, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Dự kiến nguồn vốn cho thực hiện dự án là hơn 148 tỷ đồng.